cái rô đó nấu chừng ba con nấu cả canh này.
chứ còn tính kỹ thì không có rồi á. Tôi tự hỏi giờ câu chưa được cái nào được kỹ hết. Có với chú mùa cá câu kiếm hoài khỏe luôn. Không, cá rô gà chứ còn cá trê với cái cá khác thì nhiều. Tôi câu cá trê tôi câu 4-5 kg, con 4-5 kg luôn á. Rồi câu rồi thảy rồi đó rồi ai xin cũng cho à, tôi đâu có đem về đâu. Tại vì tôi không ăn cá đó. Cá nó thịt không sao mà không ăn bóng. Nhà không ăn rồi mình quen miệng cũng đâu dám ăn. Cá nó thịt không. Nói chung vậy xong con cá nào cũng dơ á. Tại nhưng mà người ta có cái quan niệm đó là cá trê đó là nó